Não gostei. Mà đừng có nào. Chết này. Đã dọn xong chưa? Con xin lỗi ạ. Lẽ ra hai đứa phải dở đồ chứ. Phân loại các thùng ngay. Con trai, con rõ con lắm thùng. Đồ của tôm. Anh bên này, mày bên kia. Vâng ạ. Hả? Không công bằng. Mình ghét Tom. Hả? Gì thế này? Ouch, cái gì? Oh, trông thú vị đấy. Ánh sáng lạ quá. Đường hầm dẫn đến đâu nhỉ? Đây là gì? Có gì vậy Casey? Wow, Tom. Đây là đường hầm bí mật đấy. Phải kiểm tra mới được. Này, em thấy chưa? Biết cái gì mà xem. Bỏ nhanh lên. Đừng có đẩy em. Wow. Chạy ra Casey. Này, đây là một Tom. Phòng bí mật. Wow. Quá trời mạng nhện luôn này. Nhìn này gái ơi. Con nhện. Em không đẩy cái gì đâu. Wow. Wow. Chắc có nhiều đồ chơi lắm. Anh tới trước. Chạy ra. Đừng có hỏng. Đồ gì đây? Cần gì màu xấu mù vậy trời. Này, đưa cho em. Wow, hồng. Của em chứ. Ủa, chim hồng hạc dễ thương quá. Mẹ Casey sẽ cho bé ăn nhớ. Nào, ngoan lắm. Khép mỏ lại để nhai mọi thứ nào. Wow, bé đang đi múa kìa. Đồ chơi hay quá. Hey, còn gì nữa ta? Cái gì đây? Bóp xem. Úi trời, là mụn. Bóp đã tay dã man. Ew. Trong hộp còn gì nữa ta? Wow, nhìn thấy hay ghê. Wow, súng bắn bong bóng xịn sò quá. Mở tiệc bong bóng thôi nào. Chơi bong bóng vui quá đi. Yeah. Ôi, phải dọn dẹp đã. Đúng rồi hả? Sàn nhà bẩn dã man con ngan luôn. Em giống như cô nàng lọ lem. Gì thế này? Chó bút đổ sống ở đây à? Dọn ngoài không hết mạng nhện. Kim. Tom, giúp em. Đồ chơi dùng dọn này. Cảm ơn anh đã giúp em. Đồ quái vật. Đồ chết đi cưng. Cứ tưởng mất em rồi. Chết đi ơi. Không ai được ném gấu chết đi của mình. Trả thù cái này có thể. Trả thù cho chết đi của em. Anh ghét mày. Khoan, mình nghĩ ra ý này. Này, mình biết làm cách để cho ghế thoải mái rồi. Mình cần súng bắn keo, bìa cứng kim tuyến và kéo. Đầu tiên, cắt hình tròn bìa cứng. Bùm, tốt. Cắt nó làm đôi. Tuyệt vời. Lắc cái nào. Yeah. Nhỏ chiếc keo lên gối này. Cẩn thận không dính vào tay. Gắn hình nón. Gắn thêm nhiều nón nữa. Wow, tuyệt vời. Đây là một chiếc gối gai. Tuyệt. Nhưng mình muốn nữa. Yeah, có thế chứ. Gối của chàng quậy này. Em cũng muốn thế. Mình sẽ làm gối cho gái bánh bèo. Yeah. Teddy nhỏ ơi, em sẵn sàng chưa? Tạo nhiều Teddy nào. Wow, gối có nhiều gấu Teddy nhỏ xinh. Đẹp quá đi mất thôi. Nè Tom. Đã thích thì nhích luôn. Mình sẽ làm bàn cho chàng quậy. Để rồi xem. Hãy làm một tháp lốp nào. Sau đó phủ bìa các tông lên. Đồ sơn xanh và đỏ lên trên. Làm trò này hoài không biết chán. Sau đó lấy cọ và quấy đều máu lên. Mình còn giỏi hơn cả Van Gogh. Yeah. Tuyệt. Sơn toàn bộ mặt bìa cứng bằng màu đỉnh này. Đừng để trống góc này nhá. Bỏ cọ đi. Trang trí nào. Bọc dây bằng băng dính. Trời nào. Wow. Bàn tuyệt đẹp của trai quậy. Giờ thì kết nối với PC và bàn phím. Suýt thì quên mất. Bim bim. Mình là game thủ quậy chính hiệu. Em cũng muốn bàn. Đồ cũ. Xem ở đây có gì. Không phải. Không. Cái gì đây? Eo. Ôi không, nát tường. Sao chẳng có gì ra hồn. Đèn. Khoan, làm tường kiểu bánh bèo nào. Mình sẽ dán giải đèn lên tường. Yeah, chuẩn. Đám mây nè.
cơ, chuẩn luôn. Thêm mây nào. Wow. Thêm thỏ đáng yêu. Ồ, thỏ xinh hết sảy. À, đi. Ghê quá má ơi. Hả? Dám chê hả? Chết với em. Sức mạnh cầu vồng. Hả? Lê lê. Hả? Mấy? Được rồi. Để xem nhau có thích không này. Sức mạnh trải quậy. Ôi giời. Anh đã làm gì với giá sách hả? Kinh. Tom, chuyện gì thế này hả? Anh là đồ phá hoại. Anh, thế mày làm gì Casey? Sửa mọi thứ đi. Anh ghét mày Casey. Không, em ghét anh hơn. Anh làm đây. Chết tự. Nhờ mẹ đấy. Toàn đồ con trai. Đồ mình ghét thằng anh mình. Không tin được mình có con em như vậy. Mày xấu mù. Bị rách luôn sao? Wow, mình thích màu này này. Cổ nhau sẽ không giận lâu. Tương của chai quậy đây. Dẹp tìm mày ngớ ngẩn. Tạm biệt màu hương thích ghê. Ngủ ngon nha em, chết đi. Anh làm gì với tương của đây em? Mới chuẩn. Casey, nhớ có sao không? Sao thành ra thế này? Casey, đừng động vào cái gì. Đây là phòng không, em. Nằm mơ hả nhóc? Mày đang làm gì vậy? Em chia phòng làm đôi đây. Không, thôi đừng. Tránh ra khỏi bên em. Gì? Mở đi. Bên tao nhé. Lạnh quá đi. Con chân, lại đây nào chân ơi. Chân mình ấm hơn một chút rồi. Sao mày không chia chân cho anh? Không phải tại em, tại giường ở bên em thôi. Rồi, ngủ trên sàn cũng có sao. Chân gì vậy trời? Wow. Nghi thức của em. Cái quái, nghi thức. Cái gì? Ngủ ngon thế giới. Ngủ ngon thiên nhiên. Chờ đấy mà xem. Mình đang cưỡi một bé kỳ lân. Casey, mày dây vào ổ kiến lửa rồi. Trời à, định đây. Em thích anh, Robert Pattinson. Tom, anh phá game quá đấy nhé. Thôi. Anh mày là ngôi sao. Đừng quấy phá anh. Em ghét anh. Chiến thôi nào. Tiến lên. Anh đang làm gì chứ? Tiến lên. Ok, đợi một xíu là tôi quay lại. Tom, sao anh ổn thế hả? Để anh yên đi Casey. Đồ đáng ghét. Cậu đó rồi. Giọng nói đâu vậy ta? Cậu đâu rồi đấy? Có đây không Tô? Trả lời đi. Gì vậy nhở? Xin chào. Xin chào. Là giọng con gái sao? Em là Casey. Em làm gì với máy tính của Tom? Đợi một chút. Tom là anh trai em. Chào. Anh không biết là Tom có cô em gái xinh như vậy đâu. Em cảm ơn. Em xin lỗi vì chưa kịp chải tóc. Mà em... Ê, tao quay lại rồi. Casey, em đang làm gì vậy hả? Này, đừng có đẩy em. Phản đi. Hả? Con gái đâu nhá? Này. Đấy, bạn anh chơi với em. Nhưng mày chẳng biết gì về trò chơi cả. Xem em phá kỷ lục của anh đấy. Chạy đi. Đừng làm phiền em, Tom. Xin lỗi. Em giết hết các anh. Đã bảo rồi mà, chạy gì chứ. Không có sao mà. Em có thể giết anh lúc nào cũng được. Giết anh trước. Đi, giết anh trước. Nào xếp hàng đi đã. Em sẽ giết tới trước. Này, mấy thằng bạn đều. Tôi không chơi nữa. Bye. Không bạn này gì nữa. Phản đi. Ouch. Đau em. Đi chơi nhé. Này. Yay. Woohoo. Em chưa bao giờ vui thế này cả. Yeah, anh đồng ý. Nhưng chớ có hét rằng nửa lời về phòng này với mẹ nghe rõ chưa? Hiểu chưa? Vâng. Bắt.
đây rồi. À, anh thấy đói bụng quá. À, đợi anh một xíu. Cuối cùng cũng được ăn ngon sau một ngày giữa đồ mệt mỏi. À, nhìn ngon quá, mình sẽ ăn thật là ngon. À, mình muốn ăn cả cái đĩa ấy. Giao hàng đến rồi. Chờ xíu nhé, món thơm ngon. Wow, nhìn ngon xíu. Chờ hoài cuối cùng cũng đến rồi nè. Đập hộp nào. Oh, trời ơi. Cái bình yêu thích của mình. Khoan, còn bữa sáng. Mình sẽ không cho cái gì ăn cùng. Đừng chút nha, món ngon rồi. Về rồi nè. Bắt đầu thưởng thức món. Thức ăn đâu rồi? Món ngon của tôi đâu? Suýt thì lộ. Tính gì vậy nhỉ? Không, mẹ giết mình mất. Có chuyện gì xảy ra vậy? Ôi trời. Cái bình đâu rồi? Có chuyện gì trong cái nhà này vậy? Mình sẽ tìm ra. Camera ẩn này sẽ quay được bọn trộm. Mình sẽ bắt vít nó lên trên tường. Đã xong. Để xem có gì đang xảy ra trong nhà này. Để xem ở đây có gì. Wow. Trò này hay quá. Casey, chết anh rồi. Anh làm gì cơ? Vỡ bình của mẹ. Này. Hả? Mẹ sẽ giết cả hai đứa. Anh biết. Anh có ý hay rồi. Có tin anh không? Em không có lựa chọn. Ta kiếm tiền thôi. Con bé đang tìm gì nhỉ? Sao nó lại cần cái chân đó? Ủa, con bé đâu mất rồi? Thấy có mùi khả nghi. Cái gì đây? Con bé khủng sao? Tụi nhỏ chưa dọn cái gì hết. Để xem hai đứa này ủ mưu gì. Không chịu phân loại đồ gì cả. Con cái hư đốn. Chà, chờ đấy hai đứa. Là mẹ tức điên lên rồi đây. Không được vào trong. Giờ để xem hai đứa nó giấu gì. Xin chào. Chào mừng tới stream của tớ. Wow, cảm ơn đã quyên góp cho tớ. Cảm ơn. Mọi người tuyệt lắm. Cảm ơn mọi người nhé. Lại được quyên góp nữa. Wow, cảm ơn. Mọi chuyện thế nào rồi Casey? Sắp quyên đủ tiền mua bình mới rồi. Này, hai đứa làm gì ở đây? Hả? Mẹ. Tom, lên đây ngay. Mẹ đang làm gì ở đấy à? Đây là phòng bí mật. Vâng. Đây là phòng con mà. Phòng con. Đây. Nào, thì cái bình của tôi đâu? Vỡ rồi ạ. Vâng, nhưng bọn con có tiền. Vâng, để mua bình mới. Các con của mẹ ngoan quá. Mẹ yêu chúng hai đứa. Chúng con yêu mẹ. Yeah. Wow. Thoải mái xem nào. Phim này vui lắm. Sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng lắm rồi. Cậu ấy tài năng quá. Cần tớ giúp không? Wow. Để nhìn được đi. Mà thôi, không sao hết. Đừng có làm tớ xấu mặt ở trường này nữa. Hôm nay ngày tuyệt vời chỉ mới bắt đầu thôi. Toàn đồ dễ thương nè. Xuất sắc, tập trung học thôi. Mọt sách phải ngồi phía trước. Được. Được thôi. Ăn cơm cùng tớ nhé. Kẹo cao su đâu rồi? Đúng rồi, kiểu gì Savi cũng có. Gì kia? Kẹo gam á? Ừ.
Xin mời, ăn đi. Kẹo của tớ mà. Chào cả lớp. Em tặng cô ạ. Cảm ơn em, nhưng cô ăn kiêng. Người hầu chắc. Cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ ôn thi nhá. Bài thi sẽ bao gồm chương 1, thảo luận về sinh vật. Bút chì thì khỏi lo. Mọi thứ trên bảng đều có trong bài thi. Thi á? Phải tìm bút mới được. Mình làm kỹ sư được đấy. Gần hết luôn rồi. Chắc chắn mình sẽ được điểm cao. Các em mau chép cho xong đi đấy. Đúng, vì đến tiết hóa học rồi. Còn cố làm gì chứ? Ai có thể giải phương trình này nào? Em vâng. Luna. Gì? Cô gọi lên bảng làm bài kìa. Giải phương trình đi em. Điện thoại đâu rồi? Không ở đây. Họ làm gì vậy chứ? Vâng. Ôi, tôi đến ngay đây. Tôi đang đi rồi. Không được ồn ào đấy. Thầy hiệu trưởng gọi cô. Vâng, thầy hiệu trưởng. Thôi đi, cô sắp về rồi đấy. Kiểu đang vui sao dừng vậy? Luna. Về cho ông ngay cho cô. Vâng ạ. Có ngày mình sẽ là phi hành gia. Sẵn sàng chưa? Quậy lên nào. Tiếng ồn gì vậy? Này mấy cậu, thôi đi. Chào Sabi. Đừng có phá bĩnh, bọn em đang tập. Đẹp trai xỉu. Chỉ thêm vài giây nữa thôi.
Hào hứng quá. Dậy chuẩn bị thôi nào. Năm phút nữa thôi. Chuẩn đấy. Luna, chuẩn bị đi. Chúng mình đi học muộn mất. Mình ghét đi học. Giá như có thể trốn học. Nào thì chuẩn bị. Luna, nhanh lên, sắp muộn học đến nơi rồi. Sẵn sàng từ qua rồi nhé. Đây. Muộn rồi. Khoan đã. Chờ một chút. Hai em đến sớm quá. Dạ. Xin mời. Bắt đầu nào. Các em cười cái gì hả? Này. Thôi Luna ơi. Khoa học buồn cười lắm hả? Kiểm tra. Bài gì mà dễ ở thế này? Sao mà phức tạp quá? Này. Cậu giúp tớ một xíu đi mà. Đưa tay cậu đây. Cảm ơn nhé, cậu là số 1. Gì? Đồ khùng, đã thế mình sẽ khoanh bừa. Xong rồi. Tớ cũng xong. Cảm ơn Luna. Wow, bài làm rất tốt, xuất sắc luôn. Chúc mừng Savi nhá. Em cảm ơn. Em, một điểm F nữa thì nghỉ học đi. Bố mẹ sẽ xử mình cho mà xem. Savi ơi, bài kiểm tra này phải làm sao? Các cậu. Phán, tớ cần nói chuyện với cậu ấy. Thế là cậu thích Chris à? Không. Thế là cậu muốn gì hả? Cậu giúp tớ ôn bài, tớ sẽ làm mối cho cậu. Ok, đi theo tớ. Cậu muốn đến đây hả? Ok. Giải đi. Chắc chứ?
tháo kính ra nữa thôi. Tớ hiểu rồi. Giờ cậu là gái hư rồi. Tập đi. Tớ làm gì với quả cà chua này? Thế tớ làm ổn không? Cứ cho là ổn đi. Cậu làm được mà. Lại đây đi, cứu hắn đi. Cẩn thận nhé. Cậu đổ phần cách hả? Cậu có thích kiểu này không? Nói thật là tớ thích xà vị như cũ hơn. Chắc chắn em còn nữa. Nộp hết mọi thứ ra. Chúc em làm bài tốt. Xà Vi, mình làm được mà. Mong là làm đúng hết. Bài của em đây ạ. Tốt lắm Luna. Ê, tớ được B cộng nè. B cộng. Tớ biết cậu làm được mà. Lại bên nhau vậy nhá. Đi học thôi. Đi học vui quá là vui. Tôi sợ bố mẹ các em đấy. Lại có chuyện gì nữa? Mỗi ngày là một cuộc phiêu lưu mới. Dậy tập nào con yêu. Mẹ. Nhanh nào con yêu. Lexi. Lexi. Tỉnh dậy Lexi. Vâng. Ăn sáng nào. Con xin. Đây là đâu? Mẹ ạ. Bữa sáng của con ở trên bàn. Con xin. Cái gì đây? Lại là trứng. Suốt ngày trứng.
Ôi trời ơi mẹ, con chuẩn bị đi học chưa? Vâng, con xong rồi ạ. Để mẹ xem nào. Mẹ, vẫn thiếu gì đó. Hả? Còn một thứ con yêu. Cơm chưa? Dạ. Rau á? Ew. Con xin. Thật ngoan nhé con. Chứ có gì ạ? À? Không gì ạ? Mẹ có gì cho con ăn chưa không? Gì? Đây này. Ew. Dạ. Ew. Đúng thứ mình cần. Không, không, không. Này, cậu ổn chứ? Hey, cầm giúp con. Đưa tay đây nào. Thôi, cảm ơn. Này, cậu đi đâu vậy chứ? Lớp sắp bắt đầu rồi. 8 giờ. Trễ rồi. Cậu có làm quá lên. Gì đâu có chứ. Sao cậu ấy dám chứ? Cầm lấy. Em xin. Khoan đã quý cô. Dạ. Ta tiếp tục nhé. Mẹ em lên bảng. Chưa đi. Năm. 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 Năm cộng năm. Mười. Đáp án xài bét nhẹ rồi. Về chỗ đi. Em xin lỗi. Lexi, đến em đấy. Vâng ạ. Xong rồi ạ. Không chính xác. Về chỗ đi. Các em làm thầy rất thất vọng. Cả hai em. Đúng là không tìm nổi. F cho cả hai đứa. Chả sao cả. Các em liệu mà học để thi cuối kỳ đấy. Thi cuối kỳ á? Chẳng biết phải làm gì đây nữa. Bình tĩnh. Bé cưng. Chiêu nhỏ cái. Lấy. Đâu? Kìa. Đùa cậu tí thôi mà. Mẹ ơi. Oh, wow. Ngon quá, con cảm ơn. Này nhỏ kia, cái gì đây? Mẹ. Mẹ biết cách xử lý rồi.
ngon quá xã. Măm măm. Wow, thơm xỉu. Ngon đây. Nhìn mà thèm. Cẩn thận chút đi con. Tốt cho già nè. Mẹ giúp con làm bài có được không? Được chứ, mẹ sẽ giúp con. Mẹ có bất ngờ cho con đây. Chép vào. Bài học đầu tiên. Học thôi con yêu. Học bài mới. Bài thứ hai. Tốt lắm Lexi. Hôm nay chúng ta sẽ làm bài thi. Các em sẵn sàng chưa? Bắt đầu. Hãy bắt đầu làm bài. Và sau đây thầy xin công bố người thắng cuộc. Và người chiến thắng là để ta bảo mà đúng công nhận. Các cậu đỉnh quá. Con gái mình mới là giỏi nhất. Chuẩn đấy. Sao chị dám lấy ảnh của con gái tôi? Con gái tôi mới là giỏi nhất. Con hả? Chị con chị lại con chị. Con gái tôi giỏi hơn. Con gái tôi giỏi hơn. Con chị trẻ chẳng biết con bé tài năng thế nào. Con gái thông minh và sáng tạo. Mẹ ơi, xem con thấy gì này. Con sẽ có điệu nhảy đỉnh nhất. Mẹ sẽ không tìm được mình đâu. Cái gì? Dọn đi. Còn một miếng kìa con. Thôi kệ đi. Ủa? Mình muốn uống nước. Chờ chút đã. Lau bếp, giã đông gà. Mẹ sẽ về lúc 5 giờ. Thôi chết mẹ sắp về rồi. Cách cuối cùng. Xong. Con gà. Đông đá mà. Mình có cách rồi. Mình xem được nhạo này trên TikTok. Nóng rồi. Tuyệt rồi. Sắp đến cuộc thi nhảy. Cuộc thi nhảy à? Tuyệt vời. Nhìn trước tiên. Ăn sáng.
Dùng thớt đi chứ. Ủa? À, chào. À, thế nào chẳng được? Ăn sáng không điện thoại. Hả? Ồ, nhật ký của Maya. Sẽ thú vị lắm đây. Mình không nên làm thế. Chỉ xem một tí thôi. Hóa ra là vậy à. Con bé nói thế thật hả? Còn hay hơn chương trình truyền hình nữa. Cậu này là ai? Mẹ, mẹ làm gì trong phòng con vậy? Có gì đâu con. Amani, cậu ấy tên gì? Đừng quên nhấc máy nhé, tôi đang làm việc. Mẹ ơi, mẹ cứu cho con được không? Thôi để sau con nhé. Ơi, tôi mới đi làm về, đang giãn cơ tí. Mẹ ký được chưa hả? Chưa đâu con ơi, đợi mẹ xong đã. Điện thoại yêu. À, cái đó đẹp đấy. Xin lỗi, có ai gọi tới? Alo. Mẹ ơi, mẹ ký đơn ứng tuyển nhé. Rồi. Luna, ăn sáng nào con yêu ơi. Luna, con tôi sao thế này? Mũi đỏ ửng thế này, con ốm rồi, để mẹ chữa. Kìa mẹ, con không ốm, đây là sơn thôi mà. Nhưng con vẫn ốm. Giờ con ổn rồi. Bye mẹ. Dừng. Biết ngay mà. Mẹ, nhưng con lau phòng rồi mà. Rồi, để mẹ kiểm tra. Kìa mẹ, con đã bảo là con lau. Ôi không. Ấy chà Maya, thế này là dọn sạch mọi thứ rồi sao? Kìa mẹ, của mẹ mà. Không cần biết.